bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của T4VN. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi notification thông qua ứng dụng Telegram. Thì nói sơ qua về Telegram, Telegram là một ứng dụng mã hóa end-to-end và hỗ trợ các bot, bot chat, bot ID v.v. Thì dù khá là phổ biến trong ngành kỹ thuật cũng như các ngành designer v.v. Thì để bắt đầu cho việc thiết lập này thì chúng ta cần một account VPN. Chúng ta cần một Telegram account. Ở đây thì mình đã tạo sẵn một account rồi ha. Rồi, đầu tiên ta sẽ khởi tạo, ta sẽ gọi ra bot father ha. Bot father là gì? Bot father là con bot đầu tiên để generate ra những con bot khác. Nó là con quản lý những bot, những con bot mà chúng ta sẽ tạo, hiểu không? Rồi ta sẽ start ha. Rồi khi mà gửi lệnh start thì đây là các command cơ bản để khởi tạo và để tương tác với bot father ha. Ở đây chúng ta cần khởi tạo một bot mới riêng của chúng ta, cho nên ta sẽ dùng lệnh new bot. Alright, ta nhận được phản hồi là đã có được khởi tạo cho chúng ta thành công một bot mới rồi. Rồi, hiện tại chúng ta sẽ cần một cái name cho cái bot này ha. Name. Ta sẽ tiến hành đặt name cho bot ha. Mình sẽ thử đặt là Zabbix 2021-0401. Kết. Rồi, bây giờ cái phần name đã được đặt. Name của bot đã được đặt rồi. Rồi, sau khi đã có được name của bot rồi, ta sẽ cần một username tương ứng với cái bot đó ha. Username để sử dụng cái bot đó thì mình sẽ đặt thử ha. Zabbix 2021-0401 bot. Mình sẽ đặt lại ha. T4VN bot. T4VN bot. À, tên này cũng đã có người dùng rồi ha. Cái anh cũng khá là nhạy. Rồi mình sẽ đặt tên khác ha. Zabbix T4VN bot. Rồi good. Tên ha. Như vậy chúng ta đã khởi tạo thành công bot cho riêng mình ha. Thì để định danh bot này thì chúng ta sẽ có là HTTP API với cái mã token này ha. Ta sẽ copy lại cái mã, note lại cái mã token này. Token ID. Rồi, token API ta lưu lại để đây ha. Rồi, tiếp đến ta sẽ gọi ra một bot khác để quản lý. Sau khi chúng ta đã hoàn thành khởi tạo một, xin được một bot từ bot father thì chúng ta sẽ gọi ra là mybot ID. Tại đây ta sẽ MyIDBot, ta sẽ quản lý và thực hiện các thao tác với con bot mà chúng ta vừa tạo ha. Đây là biểu tượng của MyIDBot ha. Để một lần nữa cho chắc, ta sẽ search lại là MyIDBot ha. A+MyIDBot. Đây. Hàng chính chủ. Rồi, tương tự ta cũng sẽ get star ha. Rồi sau khi gửi star thì ta sẽ có hai lệnh là get ID và get group ID. Group ID là trong trường hợp chúng ta sẽ gửi Telegram từ Zabbix sang Telegram theo group, nhưng mà ở đây mình không cần, mình chỉ cần personal thôi. Rồi mình sẽ note lại cái bot ID này ha. Sắp tới chúng ta sẽ, khi mà trong quá trình config, chúng ta sẽ sử dụng tới nó thường xuyên. Rồi sang phần Zabbix, ta sẽ vào administration User Administration Media Type Search Telegram ha. Thì Zabbix đã hỗ trợ sẵn cái form của Telegram. Chúng ta cứ việc vào và khai báo. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng type là định dạng webhook ha. Ở đây ta sẽ có các field này. Và cái phần quan trọng nhất chúng ta cần field là API token ha.
Rồi, sau khi khai báo API token, ta sẽ update ha. Tiếp đến, ta sẽ vào phần user ha. Sau khi cấu hình media type, ta sẽ vào phần user. User hiện tại mình đang sử dụng là user netadmin 220 ha. Đây, mình đang sử dụng user netadmin 220. Ta sẽ vào phần media và add cái phần telegram vào. Vì nguyên tắc của Zabbix khi mà hoạt động thì sẽ gửi là gửi theo user. Đây, ta sẽ tại đây ta sẽ thả cái bot ID vào. Ở đây cũng sẽ có phân theo là active time nè. 27 ngày trong một tuần, 24 giờ trong một ngày ha. Và gửi theo cho tất cả các severity, không phân là theo level. Ta có thể chọn theo level ở đây ha. Rồi add. Tiếp đến ta sẽ cấu hình ở phần action, configuration action. Create new action ha. Tại đây ta sẽ có action name và condition. Condition tức là điều kiện. Action name mình sẽ đặt là Telegram notification. Và ở tab operation. Rồi, quan trọng ở đây nè. Ở tab operation này ta sẽ chọn các giá trị như là send to user hoặc là send to group user. Khi nãy ở phần user media type chúng ta đã khai báo là user netadmin, thì ở đây chúng ta cũng sẽ chọn user netadmin và send. Có thể chọn, ngoài việc chọn user thì ta có thể chọn gửi theo nhiều type khác nhau nếu như user đó có nhiều type. Khi nãy thì chúng ta chỉ mới khai báo một cái telegram thôi, nhiều khi còn gmail này nọ nữa ha. Tương tự, ta sẽ chọn netadmin 220 và telegram. Thậm chí các bạn có thể chọn all luôn cũng được. Tương tự đối với operation, recovery operation và update operation ha. Add. Rồi, ta add new ha. Rồi, ta đã add thành công. Chúng ta sẽ bổ sung lại cái phần condition ha. Condition thì tức là điều kiện. Thì không phải, chúng ta có thể chủ động là gửi notification theo trigger, từng trigger cụ thể hay là từng group, chứ không phải là tất cả các host trên Zabbix đều được gửi ha. Ở đây thì mình sẽ phân loại theo là chỉ có mỗi group Zabbix Training là được gửi notification thôi ha. Tương tự như cái vậy, các bạn có thể add thêm nhiều group khác hoặc là nhiều thể loại trigger, nhiều host group, nhiều host khác ha. Hai bao visor cũng được nè. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ focus vào Zabbix Training ha. Rồi, ta sẽ quay trở lại phần media type. Ta sẽ tìm chỗ để test. Chỗ để test. Test kết nối giữa Zabbix và Telegram xem đã thông kết nối chưa. Thì chưa. Thì giao thức kết nối là HTTP API ha. Rồi đây, action test đây ha. Tại đây API token này chúng ta đã khai báo rồi. Nội dung tin nhắn chúng ta sẽ nhập ở đây ha. Vì đây là chúng ta test mà. Zabbix testing. Subject là chúng ta để test ha, tùy ha. Riêng cái phần to là chúng ta sẽ phải khai báo manual cái ID khi nãy ha, ID của bot của chúng ta ha. Zabbix for VN bot ha. Rồi ta sẽ copy cái ID này ha. Rồi, test. Rồi, test thành công ha. Tin nhắn chúng ta sẽ được nhận được ngay lập tức ha. Đây, khi nãy mình cũng đã test một cái ha.
Ta sẽ test thêm một lần nữa ha. Thêm dấu sao vào. Thì việc thêm dấu sao này là sẽ in đậm cái phần subject. Đây ha, nội dung của subject đã được in đậm hơn so với phần trên ha. Cấu hình xong, ta sẽ đi test phần gửi tin nhắn ha. Ta sẽ đi thiết lập cụ thể một trường hợp nào đó để gửi tin ha. Ở đây mình có một Linux SNMP item. Rồi, mình có một item là hostname change đi ha. Hostname change. Mình search ha. Mình đã khởi tạo sẵn một trigger để sinh ra nội dung thông báo rồi chứ không gì hết. Đây, trigger này là sẽ cup sẽ match trigger khi mà cái item nó khác nội dung là CNS 7 ha. Đây, đây là server CNS Linux của chúng ta. Hostname hiện tại đây là CNS 7 ha. Đang khớp với điều kiện cho nên không có sinh ra cái trigger này. Bây giờ mình sẽ change cái hostname để khác với cái điều kiện, khác với cái giá trị hiện tại và khớp cái điều kiện của trigger ha. Xem tin nhắn có gửi sang Telegram hay không ha. Rồi, hiện tại cái host này đang không có bất kỳ problem nào hết ha. Ta sẽ dùng hostname để change. Ta sẽ change thành Rabbit Training ha. Rồi, và cũng bởi vì là gửi bằng giao thức SNMP cho nên sau khi gửi xong, sau khi thay đổi thông số xong, chúng ta sẽ phải restart lại cái service SNMP đi. System Control Restart SNMPD. Rồi, ta kiểm tra lại bên Jabit ha. Interval hình như là 30 giây. Đây, problem đã có rồi ha. Problem đã có. Tin nhắn chưa về. Tin nhắn chưa được gửi sang Jabit, tin nhắn từ Jabit chưa được gửi sang Telegram. Ta kiểm tra lại một vòng ha. Trigger action đã available rồi nè. Condition đã hợp lý. Các operation cũng đã được khai báo. Operation cũng đã được khai báo thành công ha, khai báo đúng rồi ha. Ta sẽ check tiếp tới phần user. Ở đây thì action log sẽ cho chúng ta thấy cụ thể cái lỗi mà chúng ta đang tìm kiếm, lỗi liên quan tới phần gửi notify ha. Trong 5 phút trở đây thì có hai cái notify đã được gửi nè, nhưng mà gửi không thành công, fail nè. No media defined to user. Đây là cái problem mà chúng ta đang cần tìm kiếm nè. Jabit cũng có cung cấp log ha. No media defined to user. Rồi, mình đã biết rồi. Là trong phần user netadmin mình chưa khai báo administration user netadmin, mình chưa khai báo media ở đây. À, khi nãy là mình đã khai báo rồi nhưng mà mình chưa có nhấn update ha. Các bạn cũng lưu ý nha. Sau khi khai báo xong là cũng phải nhấn update mới được ha. Rồi, ta sẽ lấy lại cái ID ha. Send to ID này. Thời gian này security level ha. Rồi, update. Khi nãy quên update. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lại về giá trị cũ ha. Đang là problem, mình sẽ trả lại để cho nó resolve. Restart SMBD. Rồi, ta kiểm tra lại lần nữa. Resolve it nè. Rồi, tin nhắn cũng đã về rồi ha. Khi nãy là khai báo rồi nhưng mà quên save lại cấu hình. Resolve it ha. Ở đây chúng ta sẽ có các trường tương ứng với các giá trị khi nãy mà chúng ta khai báo ha. Host nè, IP nè, ifconfig 10.250.0.5 ha. Đây, IP tương tự. Severity level information ha.
duration là 2 phút. Rồi, để cho chắc ăn thì mình sẽ thay đổi một lần nữa, thay đổi cái host name một lần nữa ha. Để xem Zabbix có thật sự là gửi Zabbix và Telegram có thật sự là smooth với nhau hay không. Rồi restart là SNMPD. Đây, problem đã có rồi ha. Rất là nhanh ha. Rồi ta change lại cái host name cũ. Reserve it ha, rất là nhanh ha. Nhưng mà các bạn có để ý không? Ở đây là chúng ta chỉ nhận được toàn là text không thôi. Rất là khó phân biệt đâu là problem, đâu là reserve it. Hiện tại thì các bạn thấy là chỉ có 1-2 cái problem trigger nó được match thì nó nhìn nó đơn giản như vậy. Nhưng mà khi mà hệ thống xảy ra thực sự mà xảy ra sự cố thì sẽ nhận rất rất nhiều cái notify. Cho nên chúng ta không tài nào mà phân biệt được. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm về việc chèn các icon vào trong các emojis, vào các tin nhắn mà gửi sang Telegram ha. Đây là đoạn script default của Zabbix ha. Thì để insert thêm emoji, icon vân vân thì mình đã viết sẵn một đoạn JavaScript. Thì đoạn đó thì chủ yếu là import thêm cái phần emoji, icon vào ha. Và icon chấm. Nhưng mà để tiết kiệm cái thời gian cho cái đoạn video này thì mình đã viết sẵn rồi ha. Đây, emoji script. Mình sẽ paste hết vào đây ha. Đây là cái icon mà chúng ta sẽ thay đổi ha. Cái icon này sẽ tương ứng với các severity. Warning, avalanche, high, disaster, problem, reserve it, vân vân. Tiếp đến chúng ta sẽ đi thay đổi các message template. Rồi, ta sẽ thay đổi hai cái template chủ yếu là problem và problem recovery ha. Rồi, chúng ta cũng sẽ fill thêm các trường mà mình cũng đã chuẩn bị sẵn. Fill thêm các trường như là status, trigger, hot name, event name, vân vân. Đây là format mà Zabbix sẽ gửi sang Telegram ha. Format chung cho tất cả các tin nhắn được gửi sang Telegram. Update. Rồi tương tự như vậy với problem recovery group. Problem recovery tính là resolve it đó. Duration issue tức là khoảng thời gian khi bắt đầu xảy ra issue và khi mà được resolve it ha. Update. Tại đây chúng ta cũng sẽ insert thêm hai field nữa là severity level và trigger status ha. Rồi sau khi insert xong, chúng ta update ha. Test lại. Ta sẽ test lại
là thay đổi cái system name một lần nữa ha. Hostname Zabbix Training. Rồi restart là SNMPD ha. Đợi 30 giây cho interval của item. Rồi đây, đây là cái định dạng mới ha, cái form mới sau khi chúng ta đã thay đổi hình lửa khi mà xảy ra problem ở cái mức information hoặc là average ha. Đây chúng ta sẽ có host name nè, cái status của cái problem nè, cái host name nè, rồi cái trigger name nè, và cái Zabbix training, tức là last data ha, giá trị cuối cùng, cái value cuối cùng. Nội dung tin nhắn thì sẽ có IP ha. Rồi ta sẽ trả lại như cũ ha, rồi restart lại một lần nữa. Đây, đây là tin nhắn reserved ha. Dấu tích xanh này khá là dễ nhìn. Đây, reserved. Đây là host name nè. Đó. 50 giây là duration. Và system hostname chain là tên của triggers ha. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong cách gửi tin nhắn notification từ Zabbix server sang Telegram, cũng như cách customize lại các icon, các emoji.